Kính thưa quý vị, chính phủ Philippines và dân quân Hồi giáo sẽ ký hiệp ước hòa bình tin từ Kuala Lumpur. Phái đoàn chính phủ Philippines và nhóm loạn quân Hồi giáo đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai đã kết thúc bản hiệp ước hòa bình và lễ ký kết sẽ được tổ chức tại thủ đô Manila vào ngày 27 tháng 3. Theo bản hiệp ước, nhóm loạn quân Hồi giáo có thể thành lập một khu tự trị trên đảo Mindanao, có quyền tư pháp và thu thuế. Mã Lai đã là quốc gia tổ chức cuộc đàm phán giữa chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro hay MILF để chấm dứt cuộc chiến đã làm trên 120.000 người chết và trên 2 triệu người phải tản cư.